Chào toàn thể anh em nha. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Linh đây. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với clip như hàng ngày. Và như mình đã nói thì chúng ta lại tiếp tục solo squad ở cái map Irango. Trận này thì mình vẫn nhảy vào cảng. Tại vì đường bay mà, đường bay đẹp thì nhảy vào cảng thì cái khu cảng như thế này thì luôn luôn là rất nhiều các dân chơi vào đây. Và mình là một con người là bắn thì ngu thôi, nhưng mà cái khao khát giết người thì nó cứ cháy bỏng. Đây này, này cái khao khát giết người này. Một cháu nữa, thò ra. Đấy là baby. Bạn cũng thò ra thì mình gạt luôn này. Đông này. Này có này, có cái gì? Mình đẹp trai vậy sao bạn ngó hả? Ui, đẹp trai có gì sai? Ngon. Ấy, ấy. À. Có người trong đó rồi. Từ từ. Né anh ơi. À đây này. Anh đúng rồi. Ngon, clear xong team này. Thơm ngon ba mạng luôn anh em. Đây, ngay bên trong kho này là có một team khác. Để mình đổi cây súng đã. M16 thì mới đú được mấy thằng chơi này. Rất đông. À nhảy ra rồi à. Nhảy ra này. Đây còn một thằng đang công tới này. Nhảy ra này. Ui bắn vậy không chết này. Ôi trời ơi, bạn đèn lắm. Thêm hai mạng nữa rồi. Có M4, mình xin luôn. Thơm ngon bổ dưỡng mà này, hợp vệ sinh. Ngon thật sự. À, có thằng chạy tới. Nào, chạy tới. Chạy tới này. Ôi trời ơi. Mình ke sẵn đường đạn bạn rồi, bạn chỉ cần vào. Bạn chỉ cần chạy tới thôi. Mình hốt bạn luôn trong vòng một nốt nhạc. Đấy, một nốt nhạc nó nhanh lắm anh em ạ. Rất đông anh em ơi. Vẫn còn rất nhiều tiếng súng. Bây giờ thì mình sẽ đi săn tiếp. Đây này, vừa đấy bọn nó bắn nhau ầm ầm ở đầu này đây này. Hello anh, hello bác tài. Ơ kìa ai như cô thăm. Còn bác từ ở bên mới gì à? Ô kìa, á đây rồi. Ô kìa trông sao xinh quá. Tên té tên 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 tên. Này mình kẹt trước này. Làm chết này. Ta là chết này. Lưu lưu. Kè cứ gọi là chuẩn từng cm anh em ạ. Kè phát nào chết phát đấy. À chạy này. Chạy. Ui chạy lên quận cậu ơi. Có mà chạy vào. À đây này. Ngó này. Ui dồi ôi. Tên là Bin. Bin ơi. Mình bắn như thế, bật bin vẫn còn không biết mình bắn ở đâu luôn. Vẫn còn đang ngắm là cái đầu bên kia anh em ạ. Uầy, vẹo phát 9 mạng. Uầy, nó cứ phải xịn vãi lìn anh em ơi. Đấy, solo xì quát mà phải bắn nó phải máu lửa như thế này. Thì anh em xem nó mới mãn nhãn đúng không? Chứ bây giờ đăng clip lên, lèo nhèo 5, 7, 8, 9, 10 kill. Anh em bắn, anh em xem nó nhàm. Bây giờ phải đột biến phải tầm 20-30 kill gì đấy. Aha, lại ai kìa trông như cô thắm này. À, cô thắm này ôi ai kìa trông như cô thắm, định mệnh cô thắm. Cô thắm ơi con bác sư ở bên mấy gì à? Ừ đây, mình lên đây thì mình sẽ kiểu gì. Mình nghĩ là thanh niên đứng ở sau cái thùng xanh này có không? Ủa đâu rồi ta, chạy đâu vậy cô thắm ơi? Cô thắm không đúng. À cô thắm nhảy xuống rồi. Cái chỗ đấy không đứng được anh em ạ. Mình cứ tưởng là chỗ đấy nó sẽ có một cái thềm nữa để đứng. Được rồi. Cô thắm trốn à. Cô thắm trốn đi đâu thì cũng phải chết mà thôi. Cô thắm ơi, có ở đây không? Trèo lên trên anh ạ. Không liều được. Những cái góc trống của chúng ta không thể liều được. Bây giờ trèo lên thì mình sẽ có thể nhìn được bao quát hơn. Nào cô thắm đâu rồi? À, cô thắm xây này. Cô thắm trèo lên này. Clear luôn anh em ạ. Thơm thịt. Bây giờ thì mình vào xem có gì ngon nghẻ. Vậy là clear rồi anh em ạ. Ok, mình sẽ lút luôn và lút nhanh và té luôn nha anh em. Đây. Vừa có thằng nó bắn mình ở chỗ này này. Nào, hello bác tài. Bác ngoài lên bắn hộ em cái nhở. Bác được, à ha đây rồi. Lây này,
ấy hơi mù mắt, hơi mù mắt. Nào nào, nguyên tim anh em ạ, nguyên tim. Mình bắn cái thính lên là nó lòi dòi tới luôn này. Cáo đá này, Trung Quốc này, này này, đây còn thằng nữa này. Hắc còn không biết mình ở đâu này. Đâu rồi, còn cháu, à. Ui anh em ơi, anh em có thấy cái gì không? Ba thằng nó ngáo vai. Mình, à cũng đúng thôi, mình di chuyển lên hắp trên mà. Mình vòng một vòng rộng nên là bọn nó cũng không thể biết được. Đây còn một thằng ở dưới gốc cây nữa. Nào. À, cứu đồng đội này, nhẹ nhàng. Đây còn tiếng bắn nữa. Nhẹ nhàng tình cảm luôn. À. Ô. Làm cái gì ở đây? Ô, dưới đây còn thằng nữa này. Ô. Cái gì thế này? Trời ơi. Sao cái viên này như kiểu là ô, anh em ạ. À. Đấy anh em biết chưa? Anh em nhìn thấy cái tác hại của chơi đá, chơi đấm chưa? Đấy, nó ngáo như vậy đấy. Mình bắn như kiểu là dã dò bên trên mà thanh niên này vẫn không biết gì. Vẫn nằm, đỗ con xe thầm nằm. Ok, xong rồi, té luôn anh em ơi, đi tìm người tiếp. Rồi, hợp lý. Đây. Vào trong cái chỗ này để cam cái thính anh em ạ. Nó phải gọi là easy luôn. Cái thính này mà không ai ra nhặt thì đúng là phí của trời anh em ạ. Của ngon thế này mà không ai ăn, mình ngồi đây thì thôi. Thằng nào mà ra cái tầm này mình sấy thì thôi rồi lượm ơi anh em ạ. Cái gì đây? Cái gì đây? Một viên. À, trèo vào. Trèo này, ôi xịt rồi. Thế là trên khu nhà này ít nhất là hai thằng, mình thấy rồi. Vã nhau kìa. Ui, mấy anh trai bắn căng thực sự luôn nha. Đâu rồi? Chỗ này vướng quá anh em ạ. Hay là công vào nhở? Hợp lý đấy nhở. Ui, đang dã dò kìa. Ui, dã dò. Công luôn anh em ơi. Người thứ ba. Đấy, mình có một cái lời khuyên nữa cho anh em này. Đây đấy là phải là chỗ nào mà đang dã dò đấy, mình thì âm thầm đẩy tới. Trời ơi, những cái pha âm thầm như này là thường là những cái pha xuất thần đấy anh em. Vào phát là ăn mạng như kiểu là chưa bao giờ được ăn đấy. Đấy, dừng xe đây hợp lý này. À, đang dã dò. Trong nhà này này. Hello. Ui, còn tiếng bên ngoài. À, công lên này. Rồi, biết mình ở đây rồi. À, bạn ngó, à, anh em nhìn này, cái pha này thằng này nó ngó mình chết chắc luôn này. Nó ngó đi, ngó này, thấy không, ui, nó easy vãi. Những cái thanh niên mà nó ngó như vậy đấy, thì cái khả năng mà thanh niên lên bảng đếm số. À, này thì ngó này, gạt luôn cho được việc này. Này thì ngó này, những cái pha mà ngó kiểu như thế thì khác gì bạn ấy bảo là anh ơi em ở đây này. Anh ra anh và chết mẹ em đi. Ui, vần vãi anh em ạ. Đấy, thế là thôi. Và nguyên băng Groza vào mồm. Tặng cho bạn quả lết nữa nè. Vẫn xịt, định mệnh. Cửa sổ tặng hình à. Quăng không trúng nè. Quả này lọt rồi này. Sao cái cửa sổ này mình quăng như thế mà vẫn không trúng ta. Này thì không trúng nè, được rồi. Thêm quả lửa rồi mình công lên này. Vẫn xịt, định mệnh. Đậu xanh tô bánh canh, đậu má con cá, đậu các thứ đậu. Nào, đây rồi, bây giờ thì mình sẽ công lên đi. Công lên hợp lý không nhỉ? Mình nghĩ là được thôi. Chơi luôn đi. Sửa tóc không xoăn thì làm sao phải xoắn. Này. À, chạy ra, công ra. Ui. Này thì ngó này. Ngó này. Ui trời ơi. Nó này dễ quá cơ. Hi hi. Ui, anh em thấy mướt không? Làm phát easy 4 mạng đấy, người thứ ba luôn luôn là người có lợi. Đấy, anh em nghe là nó phải hợp lý nha. Quá hợp lý luôn. Vào trong nhà uống, gọi là vào đây để trốn đã anh em ạ. Uống nước uống nôi lên. Tí nữa còn chạy. Đấy, ngon lành. Check qua, check cái nhẹ rồi anh em mình đi nhở. Hợp lý, nó lại hợp quá hợp luôn. Té thôi anh em.
đi tìm người tiếp nha. Bắn là nó phải máu lửa đúng không anh em? Ok, té thôi. Đây 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 đây, mình vào khu vực này. Trong bo rồi anh em. Phủ từ anh em ạ. Ui ơi, mất máu định mệnh. Từ từ đã. Mình thấy hình như mình thấy cái gì đó. A ha ha. Ngon rồi. Ui vẩy xịt. Ui vãi. Quả đấy tí nữa thì qua tí vẩy qua đầu. Lần hai này. Ui, chỉ có một lần thôi bạn. Ui nhưng mà nó cũng vẩy phát vào đầu mình đau vãi anh em ơi. May là mình cái mũ ba đấy, chứ không là toang rồi. Định mệnh. Căng thật sự. Quả đầu mình vẩy hơi xịt đây này. À, bạo xuống cứu à. Nào chạy xuống. À đang chạy rồi à. Chạy xuống đây xem nào. Chạy. Ui ôi. Ui nó bị khuất chứ không mình quả đấy. Nói chung là cũng hơi mù mắt anh em ạ. À. Bây giờ thì mình sẽ tìm góc chạy lên được nhỉ. Hợp lý. Hợp lý đấy anh em. Mình nghĩ trong cái trường hợp này là hợp lý. Mình sẽ bỏ cái silent ra. Như nói chung là anh em mình thấy mình bắn rất nhiều rồi. Mình thường bỏ silent ra bởi cây gò đô ra cho đỡ lắc. À chạy à. Ui ôi. Định mệnh. Mình xin nhắc lại là mình vừa quảng cáo cho nhãn hiệu keo 502 nhá. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ link ATM nhá. Đừng quên comment ở phía bên dưới nha anh em. Anh em nào cần mua cũng gì bay đầu. Công lên luôn. Hợp lý. Được cái nhở. Mình được hợp lý. Đấy. Anh em nào cần mua keo 502 chất lượng cao thì đừng quên comment ở phía bên dưới nhá. Mình sẽ liên hệ lại và mình sẽ trao hàng ship free ship toàn quốc nhá. Anh em nhớ đấy. Đây này, bây giờ thì mình sẽ vòng qua những cái vòng lên bên trên này. Như anh em đã xem ở những cái clip trước của mình rồi. Lại là nói lại như là mình sẽ vòng một cái góc thật là rộng để có thể là băm được thanh niên niên khác. Quá hợp lý luôn. Đây, bây giờ thì vào luôn này. Làm bảo ngay mà làm sao mà biết mình ở đây được. Dễ không anh em? Ui, nó lại easy quá cơ. Đấy, vòng một góc rộng như thế anh em nhìn thấy không? Mở cái góc rộng như vậy thì làm sao mà đối thủ chúng ta biết được là cái sự góc mặt của chúng ta ở đằng sau được. Đấy, ăn mạng nó dễ như thế mà. Đấy là một số những cái kỹ năng mà anh em solo squad lên. Nói chung là không phải là nên, mà là... Úi, cái gì đây? Phải học tập ngay anh em ạ. Những cái kỹ năng như vậy nó giúp ích được rất nhiều. Mở những góc rộng như thế đấy anh em ạ. Thấy mình cái pha ăn mạng nó dễ không? Địch còn chả biết mình ở đâu luôn. Nào ở đâu vậy? Có một thanh niên cầm ốp ở đâu đó. Cầm ốp này. Ủa. Lại một pha vẩy, nói chung là vẩy đi vào lòng người. Thế là coi như vừa rồi là anh ui vẫn còn. Ui anh gì ơi. Chuồn được vào à? Này đấy, như vậy là vừa lấy mình vừa quảng cáo cho clear à đâu keo 502, sau đó thì mình đã rút lại đơn quảng cáo rồi nhá anh em. Có một pha gọi là thơm ngon bổ dưỡng rồi đấy. Bây giờ thì làm sao có thể giết được hai thanh niên ở đây. Hơi khoai này. Nào thò ra ốp này. Mình cáo với bạn luôn. Ui, tháp kiểu gì mà chúng mình vậy. Mình cáo với bạn luôn. Bạn thò ra lần nữa thì mình sẽ làm cho bạn một cái gọi là chết một cách từ từ, đê mê mà bắn một phát cái là không biết trời đâu đất đâu luôn. Bây giờ phải công lên được cơ. Lại mở góc anh em ạ. Lại chạy. Đấy, chúng ta chăm chạy một tí vừa giảm được cân. Nó vẫn ngó này. Ui, thấy không? Mình bảo bạn rồi cơ mà. Đừng có thò ra. Thỏ ra làm gì để rồi nhận cái chết đắng cay. Đấy, bây giờ thì có phải là khổ cho đồng đội bạn không? Ốp mà. Một viên là không thấy trời đất đâu luôn đấy. Bây giờ thì sao đây? Còn hai thằng à? Ít nhất là có hai thằng. Thế là còn bốn thôi. À còn ba thôi. Như vậy là ở đây ít có hai thằng. Cũng có thể là sẽ còn một team.
này cho bạn trái bom này. Bây giờ thì mình sẽ tìm cách để đẩy lên. Nếu mà còn con 3 thì quất luôn. Top 1 nhanh gọn lẹ. Đấy, hợp lý không anh em, quá hợp lý luôn. Bây giờ thì ăn 3 kill nữa là thành 26 kill. Ù hì. Một cái clip mà nó phải gọi là PBL. Đâu rồi? Dưới này đúng không? Hello anh trai. Này, chết này. Boom. Không ra đi rồi anh em. Tị mệnh. Anh hai ơi, đàn có nghe thấy ném nói gì không? Bây giờ thì nó cứu xong rồi anh em ạ. Tại vì mình lên nó bỏ đi đâu rồi chứ. Mất hình luôn. Như vậy là cứu xong rồi, té luôn anh em ạ. Ui. Làm gì mà căng thế? Em chỉ đấy, anh táp em đau vãi cả đái ra. Em chỉ mới chơi cho lại anh một quả xoài vào đầu thôi. Làm gì mà anh căng thế? Chạy luôn anh em ạ. Ok, bây giờ mình phải chạy bo thôi. Biết sao giờ? Bo cuối rồi, thu đến đít rồi. Ôi đừng mà. Đẹp đẹp đẹp, nhanh. Ui bo đau. Ui anh em nhìn kìa. Nó giật từng khúc một. Ui trời, ui giật như kiểu là giật điện vậy. Ui cho em vào bo cái. Ui. Đây dừng. Đau quá. Bơm máu gấp. Không thể nhây được. Hai thằng kia chạy đi đâu được nhở? Nó ở bên trên kia. Bây giờ thấy nó chạy xuống khoảng 145 này. Thì nó gọi là đang có chiều hướng chạy xuống đó. Nhưng mà sao mà bây giờ lại không thấy nhở? Vô lý. Cũng có thể là ở dưới khuất cái đồi rồi anh em ạ. Đây, dưới khuất cái đồi hướng 150 đấy. Mình nghĩ là như vậy. Mình lại ngoài bo rồi. Hơi khoai đến từ vị trí linh ATM rồi anh em. Bây giờ thì mình phải vào thôi, không còn cách nào rồi. Mình sẽ đẩy bộ một vòng đi. Mình sẽ không đi xe nữa. Bây giờ đi xe tầm này thì lộ hết. Mình sẽ vòng một cái vòng hơi rộng, chạy sát thuyền bo để vào. Hợp lý. Theo mình nghĩ là như vậy là hợp lý đấy anh em. Là quyết định này hy vọng là một quyết định không sai lầm. Ui. À ha, thằng SKS đang bắn nhau. Như vậy là hai team. Hai thằng này một team và một thằng lẻ. Đâu rồi? Vậy SK. À có cái thính kìa. Úi rồi. Một viên. À dưới thính. Anh em này vừa bú thính được. Ui. Cờ lia luôn. Thôi thế bạn chết rồi. Vừa bú được quả thính và băm được hai mạng. Thơm thế nhở. À nó lên. Ui. Game hơi dễ rồi anh em ơi. Wow. Biết ngay mà bạn bắn như thế bạn lộ vị trí là bạn chết ngay. Ok. Là mình cũng đã hoàn thành xong một clip solo squad ở thể thức TBB và mang về cho mình đó là 24 kill. Ui, 3.600 nam anh em ạ. Anh em nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên comment ý kiến ở phía bên dưới nha. Vì những cái đóng góp của anh em sẽ giúp cho kênh mình phát triển nhiều hơn. Anh em đừng quên nha. Cảm ơn anh em theo dõi clip và hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.